Trước khi chúng ta bắt đầu video thì mình xin phép các bạn một chút. Các bạn có thể nhấn vào phần một kênh trên kênh của mình. Ở đây sẽ hiện ra kênh phụ của mình là nơi các bạn có thể xem thêm video về Run City. Và đặc biệt ở bên dưới là kênh của bé Truy, một cô gái thân thiện và rất dễ thương, cũng làm về Run City và các tựa game khác. Các bạn có thể xem video, like, đăng ký kênh, ủng hộ cho bé Truy nhé. Link của kênh mình cũng sẽ để dưới phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Tony Cô đây. Rất vui khi làm trong series Run City và xin chúc vào một ngày tốt lành và niềm vui trong cuộc sống, xin thành cảm ơn. Và hiện tại chúng ta đang ở gọi là nick mới của mình, thì như thông báo của mình, chúng ta sẽ gộp series Run City New, chúng ta sẽ chuyển qua làm ở trên kênh chính của chúng ta luôn, là trong series luôn các bạn. Và đổi lại thì kênh phụ của mình sẽ làm về tựa game Play Together trong thời gian tới, và mình sẽ upload là những tập của là tựa game Play Together bên nick chính, ta sẽ sang bên nick phụ nha các bạn. Rồi, còn về nói chung là về nguyên do, lý do cụ thể thì đây có thể coi là một cái kế hoạch chiến lược của mình. Và hiện tại thì chúng ta đang có một điều rất đặc biệt ở đây, là mình đang ở bên clan của sư tỷ cự giả nha các bạn. Rồi, và một lần nữa về vấn đề mà mình chuyển từ series Run City New gộp vào trong series chính của chúng ta, thì mình vẫn sẽ là có một video để mà thông báo ở bên kênh phụ của mình nha các bạn, để cho nhiều bạn nào chúng ta đang theo dõi đó, chúng ta cũng nắm bắt được tình hình là như thế nào. Và mình cũng sẽ là tải lên tất cả những cái ảnh đại diện gọi là của video nào đó còn thiếu ở bên kênh phụ của mình nha các bạn. Rồi, và lý do mình sang clan của sư tỷ cự giải là mình đang gọi clan mình đã có việc nên mình sẽ qua đây gọi là một nhiệm vụ nha các bạn. Chúng ta cũng đã qua rồi thì chúng ta sẽ cố gắng để mà phải nói là như nào nhỉ? Cố gắng để mà chúng ta sẽ tận dụng cái cơ hội này. Chúng ta sẽ review về clan của sư tỷ cự giải cũng như là chúng ta sẽ cố gắng để mà làm lên điểm luôn nha. Bình thường thì có lẽ mình sẽ không làm như thế này đâu, nhưng mà hiện tại thì nói chung là lâu lâu chúng ta gọi là có dịp để mà vào trong clan sư tỷ cừu giải. Nói chung thì tỷ ấy chấp nhận cho mình gọi là qua sang một nhiệm vụ. Nói chung thì kiểu mình xin một nhiệm vụ thôi, chứ còn không phải là mình muốn ở lại. Tại vì hiện tại thì bên clan chính của mình đang có một ít việc, mặc dù là giải quyết xong rồi các bạn. Thật sự thì bây giờ mình có thể là về lại clan chính rồi, nhưng mà mình đã nói với sư tỷ rồi thì chúng ta cũng sẽ là ở lại hết là nhiệm vụ này luôn các bạn. Và chúng ta đã lỡ ở lại rồi, chúng ta cũng có một cái gì đó để mà đặt một cái dấu ấn, cũng như là làm một cái điều đó thật là đặc biệt cho clan của sư tỷ cự giải. Là sư tỷ đây là cự giải, bên đây là clan 2 nha các bạn. Rồi, thì đầu tiên mình sẽ điểm qua từng thành viên nha. À khoan, thì mình sẽ giới thiệu bạn là clan của sư tỷ cự giải luôn. Thì chúng ta sẽ search là cừu giải nha các bạn. Rồi, 502 này. Đây, thì đây là clan siệt 2, là clan 2. Và đây là clan chính. Clan chính của sư tỷ thì đang là 19/20. Điểm làm trên đây thì wow, cũng 82 rồi nè. Đó, thì đó là clan của sư tỷ cừu giải. Nhưng mà đó là hai clan gốc nha các bạn. Còn về hiện tại thì sư tỷ cừu giải cũng đã có hợp tác với lại clan Bét Cày Chay đó các bạn. Mình tìm xem có không nha. Đó, có rất nhiều clan Bét Cày Chay đây nè các bạn. Đó là có cừu giải rồi ít Bét Cày Chay nè. Đó, và cừu giải đây nữa nè. Đấy các bạn, thì nói chung là đây là về hợp tác giữa hai clan nha các bạn. Đấy, mở ra gọi là một số clan để mà đầy đủ là 12 cung hoàng đạo. Nên những bạn nào ấy mà chúng ta gọi là có mong muốn làm được là hưởng được rương gọi là ngon và làm được điểm cao và cảm thấy mình có năng lực, thì các bạn cứ canh me mà xin vào trong những chi nhánh này nha các bạn. Là chi nhánh của Bét Cày Chay và cừu giải. Nói chung là các bạn khi mà được vào rồi, các bạn cần phải gọi là thường xuyên là chúng ta phải giao lưu với lại clan để có gì chúng ta được mời vào nhóm chat thì mới lâu dài nha các bạn. Hoặc là không mời vào nhóm chat thì chúng ta cũng phải là chúng ta phải giao lưu nhiều để mà mọi người biết chúng ta, để mà còn giữ chúng ta ở lại. Chứ còn nhiều khi mà chúng ta được vào rồi mà ta kiểu mà ách ơ cái gì đó là lơ tơ mơ thì cẩn thận nha các bạn. Đây thì vẫn có là một số clan, mình nghĩ là không phải, nhưng mà sẽ có một số clan hoạt động nhiều ấy các bạn. Rồi, ok, thì đó là giới thiệu về clan nha. Và còn một clan nữa mình sẵn tiện sẽ giới thiệu về nhóm clan là The Run City L Mao nha các bạn. Là clan của đệ tử mình, The Dragon L Mao nhé. Chấm
lợn mau các bạn. Đây thì là clan của đệ tử của mình nha. Thì lợn mau 2 nói chung là cũng đông rồi nè. Còn lợn mau 1 đâu rồi. Ok, nói chung là Dynasty lợn mau nha các bạn. Ôi, còn một clan đó cũng lợn mau mà chữ O kéo dài nè. Ok. Rồi, và đó là những clan gọi là rất là ngon mà mình giới thiệu cho các bạn. Tại vì mỗi clan thì chúng ta chỉ có là 20 chỗ thôi. Mà bạn nào chúng ta cũng gọi là cứ xin vào clan của mình mà mình bảo là clan của mình khó vào slot lắm các bạn. Khó lắm. Tại vì những bạn mà chúng ta đã vào được rồi thì đa phần những bạn ấy đều có gọi là ý chí làm nhiệm vụ rồi. Nói chung là cái mà tỷ lệ mà ra đảo nó thấp lắm. Và gọi là hên xui mới có một vài bạn gọi là nhường slot thôi. Nhưng mà đối với lại một vài bạn nhường slot thì lại có nhiều bạn là chúng ta đã xin từ trước rồi, rất lâu rồi và rất là kiên trì rồi, thì mình sẽ ưu tiên cho những bạn đó nhé các bạn. Còn mà chúng ta gọi là xin vào thì mình vẫn sẽ gọi là mình chat với các bạn là mình chat là clan mình khó vào lắm. Nhưng mà clan mình thì vẫn có là hai chi nhánh các bạn, Run City và Run City Thợ Săn Run City và Thợ Săn Run City 2. Nhưng mà khi nãy thì mình đã giới thiệu các bạn là rất nhiều clan ngon rồi đó, và cũng là chỗ quen biết với mình. Nói chung là clan của sư tỷ cừu giải nè, clan của đệ tử mình nè. Rồi, và nhân dịp thì mình đang ở bên clan 2 của sư tỷ cừu giải thì mình sẽ review sơ qua về những thành viên có trong clan nha các bạn. Nói chung thì mình chỉ gọi là đi lướt qua sơ qua thôi. Nói chung là để chúng ta có thể tiết kiệm thời gian nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì bạn Sơn Phạm đang đứng ở vị trí top 1. Bạn ấy thì wow, có cho mình là một chú rồng Miragen 5 sao vàng chói lóa. Rất là ok nha. Rồi, và bạn thứ hai là bạn Tukaru. Rồi, đội hình của bạn Tukaru thì chúng ta có điểm nổi bật ở đây là một chú rồng Sinfu 3 sao. Bạn này chúng ta đi theo trường phái là Sinfu đây các bạn. Ngoài ra những chú rồng khác thì cũng có rất là nhiều sao nè. Rồi, bạn tiếp theo là bạn Huy TG nha. Bạn Huy TG thì chúng ta đi theo trường phái là Headset các bạn. Đồng thời chúng ta có một chú rồng là Kratos 5 sao. Khá là ok ở đây. Có lẽ bạn ấy đã like trước khi phiên bản cập nhật là cập bến. Ở dưới đây thì cũng có nhiều chú rồng là trên hòn đảo like nè. Sẽ cần tích cực like hơn nữa, cấp độ 74 nha các bạn. Bạn tiếp theo, hàng thứ tư là bạn Hải Đăng. Bạn Hải Đăng của chúng ta thì wow, Hải Đăng chúng ta thì có là chú rồng Helric đợt trước mà một sao nè. Wow, chú rồng Helric gọi là Super Dragon nè các bạn. Chú rồng này là chú rồng đầu tiên mà khi mà mình tham gia gọi là chơi Run City thì cuộc đua đầu tiên của mình. Đấy, nhưng mà nói chung là cuộc đua đó mình chưa biết đua là như thế nào hết cả. Rồi, và bên đây thì chúng ta có chú rồng Raifu. Nếu được thì chúng ta có thể đầu tư vào Raifu nè. Bạn Hải Đăng thì cấp 55. Bạn Đào Kiệt. Bạn Đào Kiệt thì chúng ta có một chú rồng là Apocalypse 5 sao vàng chói lóa đó các bạn. Và đội hình của bạn thì đang ở gọi là cấp độ 50. Nói chung thì nếu như có nhiều điều kiện về trái cây thì chúng ta có thể là nâng cho những chú rồng này lên cao hơn. Như là chú rồng trong, nói chung là clan thì chúng ta có thể là nâng lên 60 hoặc 70 cũng được. Còn chú rồng Apocalypse thì nâng lên 60 là ok rồi. Và bạn tiếp theo là bạn MZZZZ. Bạn MZZZ thì cấp độ 55. Và đội hình của bạn ấy thì nổi bật với hai chú rồng Vamir 1 sao. Mới chỉ ở cấp độ 40 thôi. Có thể là nâng cho Rifle lên 45 cũng được. Đấy. Còn lại thì chúng ta cũng cần là lai rồng ở trên đảo để bù vào nhiều chú rồng hơn. Đó. Và tiếp tục là tình yêu màu xanh lá này là hồi trước mình nghe là nick mà sư tỷ của mình là đang cày giúp các bạn. Rồi thì ở đây thì có một chú rồng Abo 5 sao. Và những chú rồng quá. Đây là đặc biệt nổi trội với lại dàn gọi là rồng Helric các bạn. Helric 2 sao, Helric 2 sao và Helric 3 sao có luôn các bạn. Wow. Và Helric 2 sao nữa nè. Đấy thì bên đây là chủ yếu là Helric thôi. Ở dưới thì cũng có dàn Vamir và Titan. Có cả Titan ánh sáng 1 sao nữa các bạn. Rồi, và tiếp theo sẽ là bạn Quang Minh. Hình như là... Rồi, bạn Quang Minh thì chúng ta đang cấp 57 và đội hình thì như thế này. Ta cũng có sự tham dự của Helric 1 sao và những rồng Legend 1 sao có Blood God này. Ta tranh thủ nâng Blood God lên này. Đó, và tiếp tục sẽ là bạn Tiki các bạn. Ok, ôi, ôi, dữ thiệt sự. Bạn Tiki cấp 86 và dàn đội hình là chúng ta thấy gọi là rất là vàng chói luôn các bạn. Và có cả luôn là một chú rồng Raifu đang là 5 sao. Cấp độ 50 thì wow, hình như là các bạn ấy đang gọi là hạn chế rồng ở mức độ 50. Còn hai chú rồng đầu đàn là 70 thôi. Nhưng mà đối với lại Raifu chúng ta có thể là nâng lên cấp độ 60 cũng được. Nói chung rất là ngon nếu như có trái cây và vàng dưới đây thì
chung là rất là VIP nha các bạn. Ok, bạn Tiki rồi, đến bạn nào rồi đây, Tiki bắn bạn Nguyễn Nguyễn các bạn. Rồi bạn Nguyễn Nguyễn thì đội hình cũng thiên về hai chú rồng Vampire cấp chung là một sao, nói chung là chúng ta có thể là nâng song song hai chú rồng này cũng được, còn không thì chúng ta cứ dồn vào lết gót trước. Rồi đây thì những chú rồng khác cũng gọi là khá là cưng kèo được, cấp độ 69 các bạn. Rồi tiếp theo là bạn em ok. Rồi bạn em ok thì đội hình mặc dù chưa có nhiều nổi bật cho lắm, nhưng mà bạn có một chú rồng Albit Abo cấp độ gọi là 2 sao và chú rồng Rotet 2 sao. Còn lại thì chúng ta nên vận dụng nhiều trong sự kiện Summon và sự kiện Empower để có những chú rồng Vampire mạnh kính tim. Cùng với đó là chúng ta phải làm nhiệm vụ, nói chung là chúng ta có thêm nhiều rương 6 để mà nâng sao cho chú rồng Clan lên kính tim các bạn. Đó, ta cố gắng là trụ thật là lâu nha, làm nhiệm vụ thật ok là chúng ta sẽ trụ lâu thôi. Và bạn tiếp theo là bạn Nguyễn Trung. Bạn Nguyễn Trung thì wow, bạn Nguyễn Trung cũng là một người sành chơi Harris các bạn. Harris 3 sao, 2 sao, 2 sao, 2 sao, nói chung là bạn này chắc là cấp 86 các bạn. Đây là đánh gọi là quét lấy là Harris là nhiều đây. Bạn tiếp theo sẽ là bạn bạn đây là em Hùng Akira ok các bạn. Bạn tiếp theo sẽ là bạn Sai các bạn. Rồi. Cấp độ 51. Cấp độ 51 qua. Wow. Cấp độ 51 nhưng mà dàn rồng ở dưới đây thì đã có, gọi là bạn này chắc là ở trong clan lấy rương 6 cũng nhiều rồi, cho nên đã có được một chú rồng là clan mới này thì 4 sao là cũng dạng là cao nhất rồi đó. Tại vì mình thì từ được chú rồng này ra mình đều lấy là rương 6 thì bây giờ chỉ mới có thể là nâng được lên 5 sao, gọi là 4 sao thôi. Nếu mà 5 sao thì chắc là phải xin mảnh hoặc là bù ấp vào. Rồi và Apocalypse 3 sao, ok, hình rất là ngon. Rồi và nhưng mà cấp độ thì vẫn đang còn thấp nha, chung là có thể là cải thiện sau được, nói chung là đang giai đoạn khởi đầu mà. Và bạn tiếp theo là bạn mình tạm gọi là bạn Đớt nha. Rồi và đối với bạn này thì chúng ta có một cái rồng Harris 1 sao, chú rồng Blood God 1 sao, tương lai có thể là nâng lên nè, và Rifle có thể là nâng lên 40 để mà sánh ngang với Blood God nè. Đó. Rồi và có một chú rồng Bull Titan các bạn, mình để ý thấy một chú rồng Bull Titan đang ở dàn chính đấy. Bạn Quỳnh Chi. Quỳnh Chi là bạn hay đi comment của kênh mình đó các bạn. Và cũng là hình như là Cole bên kênh của Idol Sweaty đấy. Rồi và chúng ta có đội hình, ôi ôi, đội hình quá là chiến luôn các bạn. Có một chú rồng Sinfu 5 sao 70 nè, một chú rồng Forge cũng 5 gọi là 70 rồi, và chú rồng Dungeon Lord, kể cả chú rồng là Rattus, và 3 sao luôn là chú rồng Harris nè. Đó, Titan ánh sáng rồi, nói chung là đội hình rất là ngon nha. Nội cái vàng ở trên đây thôi là kiện ngon rồi, cấp độ 77. Ok, và tiếp theo sẽ là bạn Phúc. Phúc DZGG. Rồi, và bạn Phúc thì chúng ta có vàng đội hình cấp độ 35. Nói chung là cấp độ 35 các bạn, cấp độ 35 và chúng ta có rồng Harris là được trước nè. Có thể là nick mới chơi chăng. Rồi, nói chung là không có nhiều điểm nổi bật nhưng mà vẫn sẽ tương lai sẽ úp cho chú rồng là clan mới là lên nè, rồng Decision các bạn. Rồi bạn nào được không? Rồi ok, bạn này là bạn Tudder nha các bạn. Ok, và ôi Rifle là bạn này muốn chơi phong cách là đam to các bạn, Rifle 2 sao, và cũng có thể là cày luyện cho chú rồng đây, chú rồng Blood God. Không biết là chú rồng 2 tên này của bạn này có skill đặc biệt không, nếu như có thì bạn này chơi rất lâu rồi, nếu không có thì khá là chi buồn nha. Ok, và tiếp theo nick mình thì không nói được không, nên này là bạn Toko các bạn, Tonko A. Rồi và ôi đây, chú rồng này nên nâng lên cấp độ 40 này, chú rồng clan này. Và hiện tại thì nói chung là cũng là phong cách full dam của Rifle cũng là tốt đó các bạn, nói chung là có thể chọn phong cách full dam cũng được. Và bạn cuối cùng, bạn dưới đây là bạn đang điểm thấp nhất nè, mình là thấp nhì nha, bạn Giganotot Sunrod các bạn. Trời ơi. Mình không biết là mình đọc kiểu gì luôn các bạn. Rồi các bạn này thì ôi Titan nước 2 sao, nhưng mà nếu như gọi là nâng bằng off thì off mà Joker thì hơi lãng phí, nên nâng cho chú rồng Vampire hoặc ít nhất là Titan cấp 10 thì ngon hơn. Đây thì có một Titan cấp 10 là chú rồng Rifle nè, chú rồng này là Rimal nè. Ok, và có Blood God nè, ok ngon. Được cấp độ 63 rồi hả, còn lên cấp hơi nhanh hay sao. Ê, có đây có một chú rồng, nói chung là sau này sẽ có thể nâng cho những chú rồng này lên và nên có thứ hạng cao hơn, những rồng đặc biệt, những rồng có sao nha các bạn. Đó, trên đây thì đa phần là chưa có sao.
Rồi, và như thế là mình đã đi qua một lượt trong clan. Nếu như gọi là các bạn trong clan của Sư Tử Cự Dại có xem video này thì cũng hãy nhắn nhủ cho những bạn trong bot khác để chúng ta cùng nhau xem, để mà nói chung là mình chỉ review sơ qua thôi. Nếu như có một cái gì đó mà không phải hay là màu phàm thì cũng xin mọi người là thông cảm thứ lỗi nha. Mình chỉ gọi là nhìn review sơ qua theo góc nhìn của mình thôi. Đó. Và bây giờ thì nói chung như những gì mình đã nói, mình đã qua là có dịp cơ hội để qua cửa lăng của Sư Tỷ Cự Giải, thì bây giờ mình sẽ cố gắng là làm một cái gì đó mà nó khá là nổi bật mà cũng gọi là cống hiến nha. Và các bạn cũng biết là mình sẽ làm gì rồi phải không ạ? Ok, hiện tại thì mình đang đứng ở vị trí là top 2. Mình sẽ làm sau đó mà mình vươn lên vị trí top 1 các bạn. Tất nhiên là top 1 trong video lần này thôi, chứ còn sau thì mọi người chúng ta ngày mai sẽ lên điểm ảo ảo đó mà. Ok, và nói chung làm cho bất ngờ thôi các bạn, chứ mà cũng không có là ý định gì đâu. Nói chung là lâu lâu chúng ta mới vào phải không ạ? Ok, có cơ hội như vậy chúng ta cần nắm bắt nè. Chú rồng này mình sẽ ra nha. Rồi, mình sẽ đặt cho chú rồng Rodner ra luôn nha các bạn. Sau thì mình sẽ nói sâu về chú rồng này. Ok, đặt ra trong đây này, chúng ta có không gian ấp trứng. Rồi, bây giờ các bạn muốn mình like chú rồng nào đây? Gọi là like chú rồng nào, mình sẽ like chú rồng đó nha. Like, nhưng mà kiểu như là chúng ta phải like trên đảo để mà có những cái rồng mà lâu á, rồng như là Abo, Orbit hay là Sonic hay là những rồng gì đó mà lâu lâu thời gian tí xíu thì chúng ta mới có nhiều điểm được. 6 game nè. Ok, skip nè. Wow, một chút rồng chúng ta chưa có đó các bạn. Rồi, để xem điểm ta lên bao nhiêu nha. Thì chắc là chưa có cập nhật điểm, nhưng mà mình đang ở hàng thứ gọi là 19 sát cuối các bạn. Gọi là chúng ta qua rồi chúng ta cũng ráng làm tí xíu các bạn. Gọi là nếu để cho mọi người có ấn tượng tốt đẹp về chúng ta phải không các bạn. Mặc dù là ở bên clan chính thì có lẽ điểm mình nó cũng tàn tàn thôi. Ok, và chúng ta đã lên được là 20, 19, 18, 17, 16, hàng thứ 16 nha các bạn, với là một quả trứng đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu nè. Trong đây thì mình đang ở level 5. Và level 5 của chúng ta thì chúng ta có thể like được những chú rồng cao cấp như là chú rồng nào đây. Rồi, chú rồng là Abo nè. Chú rồng này khó lại lắm các bạn, chú rồng Prometheum này thì mình khó lại lắm. Rồi, chú rồng này, Orbit và Fora các bạn. Fora, rồi mình sẽ mở khóa cho chú rồng Sonic luôn nha. Mình sẽ ở trong, mình sẽ like cho bạn xem là chú rồng mình hình như là chưa có Orbit hay sao ấy. Sẽ like ba chú rồng này luôn nha. Mình sẽ gọi là mở khóa cái đã. Các bạn yên tâm, vàng mình nhiều lắm. Các bạn cứ yên tâm đi, đại tôi bu. Rồi, ok. Trời, dứt một phát, còn nửa vàng luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ like chú rồng trước là mình mình có rồi, mình có chú rồng Abyss rồi nha. Nên giờ mình sẽ like chú rồng Forge trước nha. Chú rồng Prometheum thì đợt trước mình gọi là có một đợt mà mình like nhiều quá mà không được, cái là mình bị chấn thương tâm lý của các bạn, cho nên mình là cảm giác là không có muốn like chú rồng Prometheum đâu. Mặc dù là trong video thì có nhiều video mình like rồi, nhưng mà phải có hai chú rồng cấp độ 20 trở lên các bạn, chứ mà không là mệt lắm đó. Ok, vậy mình sẽ bỏ cái chú rồng Prometheum, nếu như còn thời gian ta sẽ like chú rồng Prometheum sau. Ta sẽ like chú rồng Fora nha. Rồi, và rồng Fora chúng ta sẽ cần là hệ thép nè, hệ đất nè, băng và lửa. Ok, vậy mình chỉ cần là băng và lửa like với lại thép và đất thôi. Băng lửa của mình đâu? Có nha. Thép đất của mình đâu? Không có các bạn. Trời ơi, không có chú rồng băng thép nè. Không có chú rồng thép và đất nè. Ok, không có thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải like thôi ạ. Chúng ta thì mình like ở trên kia cũng được, nhưng mà thôi like những rồng bình thường, chúng ta like ở dưới đây đi. Thép nè. Thép một hệ mình cũng không có luôn các bạn. Trời ơi. Trời, tin được không? Gọi là bên đây là mình chưa có là mua chú rồng thép một hệ luôn á. Ok, các bạn gọi là đừng có để ý tới số game của chúng ta làm gì nha. Chúng ta trong tập này là chúng ta tiêu game hơi bị gì đó, nhưng mà thôi, mình cứ gọi là một cái pha gọi là nhân dịp mình qua một bên clan của Sư Tỷ là một nè. Và nhân dịp là mình gọi là có ý định là chuyển hướng là cho group Sri Run City New vào series, thì mình sẽ đánh dấu bằng video này nha các bạn. Tất nhiên mình sẽ làm thêm một video bên clan, bên nick phụ của mình, để mà kênh phụ của mình, để mà mình gọi là thông báo cho mọi người về vấn đề này. Rồi, em đặt đây phải không? Ok, nói chung thì các bạn rảnh, các bạn cũng nên là người ta mua những chú rồng thuần chủng để mà mai mốt có gì còn like nữa các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ like nha. Thì mình nhớ rồi, hình như là hệ đất và hệ thép chúng ta không thể like trực tiếp được với nhau ấy. Đất nè,
Rồi ôi vậy nãy mình mua cái mình mua nãy mình mua thép làm gì ta? Đất nè, không được thì la gián tiếp các bạn, la gián tiếp thì ở đây mình có ánh sáng bóng tối thì lấy đang được. Đây, trong đây chúng ta sẽ có cơ hội là lai ra chỗ rồng này cũng là đất thép nè. Ủa, chỗ rồng nào nữa? Đang là đất thép nè. Ủa, lai hơi bị mệt các bạn. Tại vì tỷ lệ ra nó hơi là thấp. Coi còn chỗ rồng nào được không nha. Ok. Ánh sáng thì sao? Ánh sáng được nè, ánh sáng chúng ta gọi là giảm cái tỷ lệ đó và là ta chơi cái này được nè. Ok, like nha. 8 game. Rồi. Rồi, cái vòng này. ZT là không phải rồi các bạn. ZT là không phải rồi, like tiếp tục. Rồi ZT nữa nha. À, như là không phải. Rồi, mình sẽ lấy quả trứng băng ra nha. Băng mình có cho ta. Như là băng mình. Ôi, băng tới giờ chưa có luôn á. Rồi tin được không? Rồi sorry các bạn nha. Ok, tiếp tục 7 game nè. Lai ra chút rồng cốc bia rồi. Rồi lai tiếp nha. Rồi này có chữ là new là chưa có, vậy là chúng ta sẽ thành công rồi đó. Đây nha, rồng này nha. Mình có chứ ta. Có rồi, mình phóng xanh nha. Ok. Nói chung các bạn đừng có để ý tới game nha, các bạn để ý tới game là sót lắm đó. Ủa? Ủa? À ý là chú rồng ZT này là chưa đặt ra là vẫn còn mới các bạn. Ý ý của kiểu như ý kiểu vậy đấy. Rồi là ZT nữa. Rồi và mình đã lên được là 6,3k điểm rồi nè. Để xem hạng mấy nha. À, điểm này hồng 1 2 3 4 5. Mình lên hạng 5 rồi nha các bạn. Ok, nếu mà cái cây nó không cho mình thì mình qua đây mình like cũng được. Không các bạn. À mình có ánh sáng nhỉ. Ánh sáng. Giờ không chơi ánh sáng chơi bóng tối luôn. Ánh sáng có làm ta chúng ta thất vọng là chúng ta chơi bóng tối luôn. Ok. À mà chú rồng bia này thì hệ gì nhỉ? Rồi thì mình sẽ cho chú rồng bia này ra luôn nha. Ôi, bia này không có hệ thép trong đó luôn á. À, mình có luôn rồi các bạn, có rồi phóng xanh nha. Ok, mình chưa có nè. Rồi, ra chưa? Rồng này không phải nha. Rồng này là bóng tối và đất. Bóng tối và đất các bạn. Giờ thì sao? Đừng nói là chú rồng này nữa nha. Mình đặt chú rồng này ra để xem bên kia còn báo không. Như nếu như gọi là còn thì chắc là không phải. Rồi. Ok. Rồi sao? Rồi mình đang muốn lai chú rồng trên kia mà. Ok và ok, được rồi. Nếu như bên kia gọi là không muốn cho mình lai kia thì mình lai chơi kiểu là đó luôn á. Băng và lửa nè. Đất và thép, xem có đất có thép được rồi. Không có đất thép các bạn. Đất thép không có, mình có thép gì đây? Xem bên đây là thép gì nha. Nếu như gọi là có thép gì đó thì đây cũng được nè. Nãy mình không kia sớm hơn ha. Thì like với băng nè. Băng nha các bạn, băng thì mình sẽ cho trong kia lên nè. Nãy mình không biết được mấy được không đây. Thì là không phải đâu. Đất băng để mình xem thử nha. Rồng băng nè. Nếu như gọi là có công thức này thì nãy mình dùng nhanh đi có phải là hơn không các bạn. Ok, băng thì mình cho level 7 nha. Level 7 là một level mà rất là đẹp để chúng ta cho like những rồng xịn sò 7 nè, 10, 7, 15 và 20. Để các bạn nhớ những cái level đó nha. Đây, chúng ta có băng nè. Rồi, bên đây thì chúng ta có thép nè. Thép, thép, lửa. Phải là thép, lửa, đất cơ. Thép, lửa, đất mới được. Phải là băng, băng, băng với đất. Băng với đất các bạn. Trời ơi, kỳ vậy. Băng với đất mà mình cũng chưa có luôn các bạn. Băng với thép, thép không có rồi. Nếu vậy thì chắc mình chuyển hướng mình lai cái rồng khác đi, lấy rồng Super Sonic đi thì xem có được không nha. Lại đất với lại kia nữa rồi, hình như là không có. Điện với lá hả? Điện với lá, điện lá, có điện thì điện lá lửa. Điện lá. Nói chung là chúng ta thiếu nguyên liệu các bạn. Thiếu nguyên liệu á. Điện lá vào con ra cũng không có đủ nguyên liệu nè. Không sao, vậy chúng ta sẽ tiếp tục like nha. Đất với lại này. Đây đi. Ok, mình sẽ cho rồng này ra nè. Đó. Ra đâu? Ra đây. Trời ơi.
khá là khô máu các bạn. Rồi đây thì tiếp tục nè, cho dứt phát cuối đừng nói ra Justin nữa là thôi bó tay luôn nha các bạn. Justin nữa các bạn, trời ơi tin được không, trời ơi vậy luôn các bạn. Thôi mình chơi kèo ở đây đi. Ôi lại ra cái đồng này nữa hả? Mình test thử nha, đồng này mình có rồi mình phóng xanh nha để xem. À không nè, khác nè. Ôi chú rồng này là chú rồng Venom các bạn. Venom là không phải. Công nhận là like cái này cũng khó thiệt các bạn. Mà xem mình bao nhiêu điểm rồi. Đang là top 3 nha. Chắc kiểu này mình không cần là like chú rồng ở trên kia luôn quá. Rồi lại nè, giúp tiếp nè. Rồi để rồi mình sẽ up chú rồng Venom mình ra nè. Rồi là lại gì nữa đây. Nhìn là thấy không có khả thi rồi các bạn. Rồi ok giống sao, nói chung là điểm vẫn lên ào ào thôi mà. 5 game, ôi rồng này dứt tiếp nè, không lẽ không ra. Ôi lại ra cái rồng kia nữa rồi. Phóng xanh nha. Rồi là mình tích game cho nhiều vào để mà có được một cái video nó mặn nhãn thế này nè. Ồ lại nữa, rồi chiêu chiêu quá. À thôi mình like trên đây luôn ha. Nãy giờ thấy like dưới đó, thấy là bị chiêu nãy giờ rồi đó. Đất nè, mình lai gián tiếp vào lại đất với lại một cái khác. Đất với điện đi, đất với điện, đất với lửa. Ok cái này các bạn đó, ta mình có cơ hội là ra nè, ra mấy chiếc bình này cũng được. Lai ok, mình lai ra những cái rồng mới. Ok các bạn, nói chung là các bạn đừng có để ý game nha. Mình thì không sao, mình thì có nhiều pha. Nó lại không ra các bạn, nó lại không ra. Lại ra chú rồng kỳ sĩ phát nữa nè. Uầy, có khi nào bây giờ nó ra không ta? Kỳ sĩ nha, kỳ sĩ mình sẽ đặt bên đây luôn. Rồi hôm nay nhiều chú rồng mới ra thế nhỉ? Là lai rồng chưa bao giờ là nhàn đến thế các bạn. Ra chú rồng King Dragon các bạn, chú rồng đặc biệt ở chân kia. Thì lai trên đây là ngoài ra những cái rồng kia thì mình còn có tỷ lệ là lai ra những cái rồng đặc biệt nữa. Giờ chúng ta chuyển qua đất với điện đi để xem đổi gió tí xíu các bạn. Đổi gió, quay đổi gió rồi không biết có sao không. Vậy thì mình chắc là top 1 đó. Rồi 13 điểm rồi nha. Ok nhưng mà tao gọi là chưa có dừng lại ở đó đâu. Rồi 9 game nè. Trời ơi nãy 700 mấy game mà giờ còn 573 các bạn. Không sao các bạn, mình bù lại một đợt đánh arena là được rồi, không sao cả. Mà cứ yên tâm, laser boom. Wow, gì đây? Rồng battery, chú rồng rồng hươu không ta? Battery nè, battery rồi anh. Mình tra cái nha. À, hình như là chú rồng hươu các bạn. Battery nè. Nhưng mà sao mà lại có cái tim vàng á, là cái dư chứng các bạn. Cái tim vàng là cái dư chứng của cái đây nè. Battery dư chứng của cái quả trứng mà kinh đó thì giờ nó mới hiện chứ không phải là của chú rồng battery đâu. Đâu rồi, đây chú rồng hươu nha. Ok không ngại, chúng ta không ngại, chúng ta múc tiếp các bạn. Dứt. Ok lại ra một chú rồng new nữa rồi. Mình nghi quá. Battle nha. Đặt ở đây. Rồi. Nói chung là mình cũng sẽ không tiêu nhiều game các bạn. Tại vì nhiều khi mà mình tiêu nhiều quá rồi các bạn ở trong clan của siêu thị cự giải bảo là không cần thiết các bạn, kiểu giống như vậy ấy. Nhưng mà thôi mình kiểu như là một cái món quà nho nhỏ. Ôi các bạn lại ra chú rồng hươu nữa rồi. Ôi trêu người quá hộ. Sao mình like bình thường nó ngon lành mà like trong video mà skip game nó trêu mình thế nhờ. Ôi không sao, giờ qua lá nha. Giờ xem thế nào. Ây da, lại 15 tiếng nữa rồi, không biết là lại ra gì đây. 8 game mình thì tò mò không biết ra gì, mình skip game tiếp nha. Ta bào tới 500 luôn nha. Ôi rồng này là rồng chúng này giống rồng kia không nhỉ. Để mình xem nha. À, mình muốn biết thì đặt ra luôn đi. Đó, biết ngay mà, chú rồng, con rồng các bạn. Rồng này thì các bạn thấy chưa, gọi là khó lắm để mà ra cái hè đất và thép kết hợp lại các bạn. Nãy giờ treo quá trời luôn á. Đất còn đất với gì không nhỉ? Đất lửa rồi.
lại nè, nửa rồi đó, nửa rồi đó. Rồng này là Blight các bạn. Blight này là một dạng khác của bên này, chung là có hai chú rồng này hả. Rồi ok, và mình thì đang 17 ca điểm rồi, mình làm cho xuống 500 game luôn nha các bạn. Daisabu, Daisabu các bạn yên tâm. Ok, gì đây? Rồi giờ lại ra chú rồng kia các bạn, ra chú rồng mà đây, rồng này rồng khó ra lắm, rồng này hiếm lắm. Ôi, nhưng mà ra luôn là không chịu ra rồng kia các bạn. Các bạn thấy là thấy là cực kỳ cay luôn không? Nhưng mà thực ra thì nếu như á là chúng ta không dùng công thức mà lửa và băng lại với lại đất và thép khó ra quá thì chúng ta có thể đổi công thức như là băng với lại thép với lửa, thép với lửa, băng với đất. Vậy thì giờ mình sẽ chơi băng với đất nha. Băng với đất có chưa nhỉ? Băng với đất tất nhiên chưa có luôn các bạn. Trời ơi, nhưng mà game mình giờ nhìn thấy là bảo là không cho phép rồi đó. Băng với đất thì mình thử like nha. Băng nè, đất nè, đất mình sẽ like với băng nha các bạn. Băng nói chung là ta vẫn có nhiều cái công thức khác nhau nhưng mà bình thường thì hay dùng là chút chuột chuỗi các bạn. Rồi dứt, ok, ra chú rồng này. Wow, nhưng mà chú rồng này là mom mà. Trời ơi, gì kỳ vậy? Các bạn cái chuyện nhiều logic thì nhỉ. Mình lại xem kết quả trong đây nha. Rồi chú rồng này là đúng rồi, băng với đất nè, ngon. Ok, thì đó, mình sẽ cho chú rồng này ra luôn nè. Ok, game xuống 400 rồi đó. Rồi đặt trong đây nha. Thì mình sẽ nâng chó rồng này lên và nâng chó rồng lửa lên, các bạn sẽ thấy rồng này lên nha. Lên thì level 7 đi, mình thì hay lấy là level 7 đấy. Ok, rồng mom nhưng mà vẫn là đất và băng các bạn. Nhiều khi là đất và băng lạnh giá tạo nên mặt trăng sao không? Biết đâu được các bạn. Có nhiều cái nó logic theo cái sự logic riêng của nó. Ok, thế thì mình nếu như là mình like những rồng ở trên đây thì có lẽ sẽ đỡ tốn hơn, nhưng mà do mình chưa có nguyên liệu á, mình chưa có nguyên liệu nên các bạn thông cảm nha. Rồi giờ thì mình chỉ có thể là cho các bạn thấy một cái hướng khác để mà mình có thể like. Ủa kỳ vậy? Đâu rồi, đừng có đùa nha. Đây thì công thức này chúng ta cũng sẽ like được cái rồng Forra này các bạn. Ok, mà like được cái con gọi là like được, có cơ hội like được thì chúng ta vẫn có thể xịn của thứ này. Ôi, cuối cùng gọi là nhà phát hành không phụ lòng mình các bạn, nãy giờ chúng ta gọi là hiến quá nhiều rồi, cho một phát là ra luôn. Ok, thì các bạn sẽ thấy ở trong điểm clan thì mình đang là 19, thêm phát này nữa là chắc là mình lên luôn á, lên là 20 luôn. Rồi ok, nhưng mà chúng ta gọi là nếu như một người cày chay hay là gì thì đôi khi chúng ta có thể sử dụng game để mà skip những để mà có điểm, kiểu như là chúng ta đang bị thiếu điểm trong clan, chúng ta cần điểm để mà ở lại để đổi lại lấy những cái mảnh thì vẫn rất xứng đáng nha. Nhưng gọi là nếu như chúng ta biết tiết kiệm và chúng ta gọi là biết nắm bắt để mà chúng ta đỡ hơn thì chúng ta hãy nên là like trước những chú rồng trước khi sự kiện Bree đến, và sau khi sự kiện Bree đến chúng ta up một phát có rất là nhiều rồng chúng ta like ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn những chú rồng để chúng ta like. Trên đây thì các bạn cứ like bình thường, cứ like những rồng Abo, Abit hay là gì đó bình thường. Ở dưới đây nè, các bạn có thể là like chú rồng qua với nhau, like chú rồng bua với nhau và canh thời gian để vào nha. Thì các bạn không cần tốn game mà điểm vẫn cao nha các bạn. Nếu làm gọi là siêng năng á thì điểm sẽ cao và có chuẩn bị trước á, điểm sẽ cao nha. Gọi là như vậy đấy. 14 nhất. Đây nãy hình như là mình nhấp nhầm cái gì mà nhấp nhầm trong đây hả? Ôi trời ơi, tên té ra lại nhầm tiếp các bạn. Rồi đó, rồng Phara nha, 20. Ok, rất là ngon, là nai sư đúng không nào. Và 23 ca điểm nha các bạn. Trời ơi, chắc là các bạn trong clan sư tỷ cửa giải chắc bất ngờ lắm, từ vị trí gọi là top thứ 19, gọi là top 2 từ dưới đếm lên để xem kỳ này anh Quân làm được bao nhiêu điểm, mà không ngờ là anh Quân chơi tức tay các bạn. Rồi ok, thì đó là một số bạn là chúng ta gọi là mình đang giả dụ thôi, chứ ở trong đây chắc là có nhiều bạn là lớn hơn mình đấy.
Rồi và trước khi mà chúng ta ngưng gọi là chúng ta dừng video về Run City, Clan sư tỷ cự giải và những cái điều gì đó thì bây giờ chúng ta sẽ nhân tiện mình vẫn sẽ hát tặng cho sư tỷ một bài hát, nói chung là cho sư tỷ là chính và riêng biệt và sư tỷ nói riêng và cả Clan nói chung. Nói chung là nguyên cả Clan của sư tỷ luôn đó các bạn. Thì những bạn nào đang ở trong Clan sư tỷ cự giải mà có gọi là xem được video và có nghe được tới khúc này thì nhớ là tan gọi là sư tỷ của mình vào để cho sư tỷ mình gọi là thích nghe hát lắm nha. Mặc dù mình hát cũng bình thường thôi, nói chung là nhiều bạn đánh giá là cũng được được, nhưng mà mình vẫn rất là trân quý cái điều mà sư tỷ rất là thích nghe mình hát đấy. Ok, và cho mình sẽ hát bài Không Thể Yêu Thêm Được Ai Nữa. Bạn đi hát rồi nhưng mà bạn có thể hát lại mà. Ok nha các bạn, nhớ là gọi sư tỷ chủ clan các bạn là vào xe máy nghe ấy, vậy nó bất ngờ các bạn. Ai yêu ai nhiều hơn, từng ngày xa cô đôi thay bản thân tốt đẹp hơn. Chắc không ai ngoại anh, là người duy nhất tin trong lòng em luôn là anh. Chuyện tình yêu như lâu đài cát mong manh, một cơn mưa thôi sẽ vui hết thật nhanh. Từ anh hứa với chính mình không thể yêu ai được nữa, thế nên đừng cố gắng yêu thương rồi ôm tổn thương sâu thẳm trong lòng. Dậy hy vọng đến lúc không thành làm khô trái tim. Em sẽ là quá khứ anh chẳng thể nào xóa đi vì nhiều vấn vương. Trái tim anh đau lắm em à, từ lúc mất em anh mất tất cả bình yên. Nếu một ngày nào đó anh có cất bước ra đi thì em có nhìn theo anh và khóc một lần vì anh, để anh cảm thấy trái tim em không vô tâm như anh nghĩ, để cho anh cảm giác em ở bên. Vậy đừng buông tay em nhé, trước mắt em đã có anh, để anh dìu bước em đi trên con đường yêu. Hãy nắm lấy tay anh, hãy níu lấy chân anh em nhé, để cảm giác mãi mãi ta gần nhau. Rồi ok các bạn, thì đó là bài Không Thể Yêu Ai Thêm Được Ai Nữa, và đoạn điệp khúc sau thì là bài Em Có Yêu Anh Không. Nói chung là mình thấy status của sư tỷ mình hay đăng những bài như vậy nên sẵn tiện hát luôn các bạn. Mặc dù là có một số đoạn khá là lỗi nhưng mà các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Rồi và video chúng ta đến hết rồi, hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.